Chẳng phải anh em sinh ra trong một gia đình, chẳng phải bạn thân kết duyên từ lâu. Mà sao tôi thấy thật là quen, mà sao tôi thấy thật là thân. Mình về đây chung vui một mái nhà. Mình về đây khám phá vườn tâm, tuổi trẻ Ba Vàng khám phá vườn tâm, tuổi trẻ Ba Vàng cười buồn tươi sáng. Tuổi trẻ ham thích mới mẻ, ham vui nên không chịu rèn sức khỏe. Tuổi trẻ hay sân hay hận, luôn luôn kêu bận không dọn vào tâm. Nếu không chịu dọn vào tâm, mọc đầy cỏ dại là sẽ nguy hại. Rắn giết trồn cáo cá về, nếu còn lê mê quỷ vô thường tới. Từ nay hãy cùng nhau hứa, chăm chỉ dọn dẹp lấy mảnh vườn tâm, dọn sạch cấu uế trong tâm. Sư phụ Thái Minh dạy con như thế. Tuổi trẻ vâng lời sư phụ, gieo vào mảnh vườn hạt giống tốt tươi, rồi sẽ trổ quả ngon thôi, bố mẹ ăn vui nước nhà cũng khác. Tuổi trẻ Ba Vàng khám phá vườn tâm, tuổi trẻ Ba Vàng gần gũi, tuổi trẻ Ba Vàng yêu thương, tuổi trẻ Ba Vàng luôn bên nhau. Giờ bạn hãy về đây cùng tuổi trẻ Ba Vàng kết tình bạn thân. Giờ bạn hãy về đây cùng tuổi trẻ Ba Vàng khám phá vườn tâm. Giờ bạn hãy về đây cùng tuổi trẻ Ba Vàng khơi nguồn tuổi già.